Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố tham dự. Đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 19 dân tộc thiểu số, gồm 10.051 hộ với 36.795 người trong đó có 6.530 hộ với 23.778 người đồng bào dân tộc Khmer, 3.351 hộ, 12.589 người đồng bào dân tộc Qua, 170 hộ với 428 người đồng bào các dân tộc thiểu số. Về chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm thực hiện, Tính đến cuối năm 2023, hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà ở theo chương trình Mục tiêu Quốc gia với tổng số tiền 675 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa. Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đã hỗ trợ phát dây cho 2.672 hộ dân tộc thiểu số với tổng dư nợ hơn 78 tỷ đồng để đầu tư sản xuất chăn nuôi nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số tăng thu nhập, ổn định cuộc sống qua giám sát ban dân hóa xã hội hội đồng dân dân thành phố và các thành viên trong đoàn đề nghị ban dân tộc và quỹ ban nhân dân các quận quyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định pháp luật về chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong đó quan tâm việc hỗ trợ đất ở và nhà ở cho người dân tộc thiểu số nghèo khó khăn tăng cường công tác đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số để tạo công an việc làm giúp người dân tộc thiểu số có thêm thu nhập ổn định cuộc sống thường xuyên kiểm tra giám sát nắm chắc tình hình đời sống đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắt để có giải pháp hỗ trợ